Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Hello anh em, trước khi vào clip thì mình xin phép giới thiệu với anh em về cái sự kiện nho nhỏ trong cái chuỗi sự kiện rất lớn của Rana Liên Quân trong dịp Tết đến xuân về lần này, được diễn ra vào ngày 25 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần anh em đăng nhập vào game, chúng ta sẽ nhận ngay cho mình con tướng Kera một cách hoàn toàn miễn phí. Một trong những con tướng mà cực kỳ độc đáo của Rana Liên Quân sẽ ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới. Và có một lưu ý dành cho anh em là anh em hãy xóa bớt những cái hòm thư trong cái mục thông báo đó, bởi vì hòm thư nó chỉ có thể chứa được tối đa 100 cái thông báo mà thôi, 100 món quà mà thôi. Chính vì lẽ đó, nếu như hòm thư của các bạn nó đã quá đầy rồi và con tướng Kera nó sẽ không thể nào vào được trong cái ngày mà anh em đăng nhập ha, anh em hãy xóa bớt những hòm thư, hãy nhận quà bớt để có thể nhận được con tướng Kera. คุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสัก 2-3 วันคือผมลุกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจเป็นไข้หนาวสั่นต้นเหตุที่เป็นอย่างนั้นคือแฟนผมมันหักอกผมไงมันหลอกให้รักจริงแล้วก็ทิ้งไม่มีเยื่อใยอุตส่าห์ลงรักแทบตายแต่ผลสุดท้ายก็มาหลอกกันทำไมเขาเป็นแบบนี้แรกๆก็ดีนานทีก็พังผมขอสาปแช่งให้มันอย่าตายเป็นChào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đệ Tử. Xin chào mọi người, mình là Đệ Tử đây, rất vui khi được mọi người gặp lại. Như vậy là hôm nay đã là 29 Tết rồi, anh em dọn nhà, anh em sắm đồ Tết này nọ cái kiểu chưa nè. Một năm mới chuẩn bị đến rồi ha, năm con chuột đúng không ạ? Vậy là những chuyện cũ, những chuyện buồn trong quá khứ, một cái áp lực trong công việc gì đó anh em cứ bỏ qua hết đi. Hãy chuẩn bị chờ đón một cái Tết thật là đoàn viên. Mệt mỏi vất vả gì đó bỏ qua hết đi. Năm cũ rồi anh em à, lấn sang năm mới mình làm lại từ đầu nha. Người yêu cũ bỏ gì đó, gắn sừng gì đó bỏ về nó đi. Đừng có quan tâm nữa, chờ đón một người mới nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và chúng ta đang bị ăn hành sắp mặt lại này, một tí máu nữa quay người trở lại vào tranh và nhận về cho mình hai mạng rất là easy đúng không ạ? Giết thành công Toro với lại là Vrayta team bạn bằng một pha thả diều. Sự lợi hại của Venusin đã được thể hiện ngay ở cái tình huống đầu trận là như thế đúng không ạ? Quỷ ghép nhạc mới vô nó quốc nhạc Thái Lan rồi các bạn ạ. Mấy nhạc Tết nó không quốc nó quốc nhạc Thái Lan bà mẹ nó. Thiệt chứ? Rồi quay trở lại trận đánh nào. Ok, cái gì mặt lọt họ ho chim gì, tắc vào chim gì đó. Rồi, nói sơ vào tí về con tướng Venusin đi. Cái sự khó chịu con tướng Venusin là nằm ở thả cái khả năng thả diều anh em ạ, và cái khả năng cấu rỉa từ Visa. Hôm nay tôi lựa chọn cho nó một cái vai trò tương đối là mạo hiểm, đó chính là vai trò đi rừng. Và chúng ta rỉa Vrayta một chấm máu rồi thôi, anh ta hồi máu gần như là liên tục luôn. Wow, ghê thiệt. Vrayta rất may mắn nha. Tôi bật cái hồi máu rồi các bạn ạ, đang truy đuổi từ Visa, đó chính là Guido. Guido anh ta bị bắt con cọp rồi, anh ta bị bóp con cọp. Và tí nị, đó chính là Isa, mang về cho mình một màn đã giết thành công xạ thủ team bạn. Tại tuyến trên, chúng ta giết thành công Guido và phân bố lực lượng ra một lần nữa. Tôi nghĩ rằng cái việc đề cao, cái việc đẩy rượu đang là một trong những yếu tố mà chúng ta sẽ hướng tới trong ít phút kế tiếp của trận đánh này. Mẹ bà nãy giờ quỷ ghép nhạc, nó ghép nhạc Thái Lan hơi bị nhiều rồi nha. Mày quất cái bản tè tè cho tao. Tè 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 đó. Quất bạn nó vô, nhạc nó đi sung đó. Quất vô, ok, ngon lành gành đào nè. Vô. Vâng, và đây sẽ là tình huống đi gành đầu tiên. Ý lộn, tình huống đi gành kế tiếp của chúng ta đây. Đó chính là anh bạn Toro, anh ta chưa làm chóng rồi, anh ta làm gì rồi ra đây. Anh ta bay vào, anh ta bật cái ulti đại địa chấn hỗn mang tiền đến từ Tyrant, nhưng nó hụt lất luôn. Và chúng ta giết thành công Toro team bạn. Tyrant của ta đang lo sợ, của ta đang hoảng loạn, bởi vì của ta đang phải đối diện với bốn người tính luôn cả tí này. Vào đét không còn nhiều mana. Đây là một lực lĩnh công của con xe, và cái khả năng clear lính của Tyrant là đủ để có thể giữ được trụ tại nơi kia. Rocker vẫn đang có đáng farm, anh ta mang tên là 24 giờ sót các bạn ạ. Sót cái gì đó thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một động từ nha. Bây giờ thì sao? Rẽ thả diều từ phía xa, luôn chọn cho mình một cái vị trí kế cái vách tường, kế cái vách núi. Tại vì tôi biết được rằng con tướng Rocker là một con tướng mà sức mạnh của nó sẽ được phát huy cực kỳ to lớn khi mà nó ám sát chúng ta. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải giữ khoảng cách đối với nó. Và khi nó nằm trong phạm vi tung chiêu chúng ta sẽ dùng tất cả cái kỹ năng làm thế nào cho nó trúng càng nhiều thì càng tốt. Khi đó, nội tại thợ săn nó sẽ được kích hoạt và giúp cho chúng ta có sự cơ động và có thể thoát khỏi cái sự nguy hiểm của con tướng Rocker. Đây là Rocker nè, Rocker nè anh em à, cẩn thận nha, nó bật cho mình ulti rồi, càng chỉ càng hàng nổ ra vương vàng nữa. Chúng ta vẫn đang đôi từ Visa và dùng nhẹ cho mình cái bảo đạn, và chúng ta có thể chấm dứt được hai thành viên team bạn. Sự phối hợp combo combo rất tuyệt vời cùng với con nàng Amelie. Dạ, bốn mạng rồi nha, đó rất kinh dị đúng không ạ?
Lượng máu của Amelie không còn nhiều, nhưng những đòn đánh thường của cô ta tôi nghĩ là đủ để có thể lấy được một trụ đầu tiên tại đường trên đó. Lúc này đây, chúng ta thừa thắng xông lên, bay sen vần rừng và có được luôn cho mình con rồng skelet rồi. Ê lộn, và có được luôn cho mình cái con mùa xanh rồi các bạn ạ. Và hiện tại chúng ta đang sở hữu, chúng ta đang chiếm ưu cho mình con dơi thủ vệ. Với con dơi thủ vệ này, nó sẽ mang lại cho anh em vô cùng nhiều lợi thế nha. Raytan, ta đang muốn chơi các bạn ạ. À, ta giết thành công con nàng Rishi rồi. Và một lần nữa Raytan, ta quá may mắn đi. Quá may mắn. Hai cái pha thập tử nhất sinh rồi các bạn ạ. Con bùa đỏ chưa biết ăn. Đây là một thế gọng kìm, chúng ta chấm dứt thành công Rocker Team bàn. Đó chính là bé chuột. Bé chuột đang ở phía sau. Cô ta bắn liên tục lên người chúng ta. Chúng ta có thể chạy được không? Đó chính là chiêu cuối NT ra từ Isa. Isa đang giải dây và double kill một lần nữa rồi. Dạ dạ, được nha, được nha. Đồng đội cover rất hay. Và một tình huống tương đối là đội quần đến từ vị trí của Rocker. Khi mà anh ta bị đè quá trời quá đất thì anh ta lại bảo rằng chúng ta hắc các bạn ạ. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về vấn đề bản Ngọc con tướng Van Hen nha. Hôm nay Tứ lên hơi bị nhiều phép các bạn ạ. Và Ngọc Tứ xin phép góp ý với anh em là như thế này. Ngọc đỏ mình lên cho nó là công phép xuyên giáp phép. Ngọc tím mình lên cho nó là công phép hút máu phép để cho nó có thể thích ứng và đáp ứng tốt được với vai trò đi rừng. Và cuối cùng Ngọc lục mình sẽ lựa chọn cho nó là 4 viên giảm thời gian hồi diêu. 6 viên còn lại là công phép và giảm thời gian hồi diêu. Đó nãy giờ anh em thấy không ạ? Nãy giờ tôi là có chiêu cuối là tôi quất bụp luôn anh em thấy không ạ? Bắn bỏ bú luôn đó. Cây đây hiện tại đang là 6 mạng rồi nha. Đó chính là cô nàng Xeonat nè. Cô ta làm gì? Cô ta chỉ làm chóng và chúng ta đang bắn trụ và lấy mạng rất là easy. Toro tới rồi, nhưng nói chủ yếu để làm màu mà thôi. Anh ta quăng nhẹ cái địa địa chấn ra và sau khi kết thúc đại địa chấn đây, anh ta chạy bằng dốc đất gì đây? Tự hình và double kill. Rất là easy đúng không ạ? Chơi mạnh lắm, chơi lại Van Hen đi bà con cô bác ạ. À, cũng có nhiều anh em hỏi là không biết cái thằng ghép nhạc của mình nó tên gì đúng không ạ? Thì xin thưa với anh em, nó mang tên là Đức bà con cô bác ơi. Nó gần ở chỗ mình làm. Thì kế cái nhà nó có một cái cống. Nó mang tên là cái cống 10 cửa ha. Thì Đức đó nhà kế cống thì mình thường hay gọi nó là Đức cống. Nó rất là lười các bạn ạ. Nó rất là lười. Bao giờ nó cũng nằm một đống đó khi mà mình đến mình kêu nó làm việc. Đó thì mình thường hay gọi thằng Đức cống đó chính là thằng đóng Đức anh em ạ. À. Đó, nó là như vậy nha. Rồi, anh em tụi mình đối qua sơ một tí về con tướng Van Hen xỉn đi ha. Combo mà chúng ta thường xuyên sử dụng là gì ạ? Khi mà gặp bất kỳ một cái nguy hiểm gì đó xảy ra thì chúng ta dùng phát chiêu 2 rồi sau đó rỉa đối phương, cứ thế mà rỉa mà thôi. Và khi chúng ta tiếp cận đang nằm ở cái thế thượng phong, đối phương bị làm chóng gần như liên tục thì chúng ta sẽ tiếp cận và quăng nhẹ cái chiêu cuối nha. Đó, nó là như vậy, một bụp thôi. Khi các bạn lên phép thì các bạn có thể thấy được rằng sức lợi hại cực kỳ kinh dị đúng không ạ? Chỉ cần bắn một phát chiêu cuối thôi là đối phương lên dĩa. Chẳng hạn như quỷ Toro, máu đen còn là 50%, chúng ta chỉ việc nhào ra và dùng chiêu cuối đúng cái thời điểm mà những cái mũi tên, những cái chiếc phi tiêu đến từ chiêu cuối nó xoáy trúng càng nhiều đối phương thì càng tốt, thì đối phương nó sẽ càng thốn đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta có con xe tại đây, cái đường dưới team bạn đã mất tiêu hết rồi, họ không quan tâm luôn à. Đây là một cơ hội để chúng ta có thể bào trụ và chúng ta sẽ có được trụ thứ hai tại đường dưới này đây. Họ vẫn chưa tới các bạn ạ. À, có một Rocker ở đường giữa rồi kìa. Nó vẫn đang ôm trụ tại đường giữa. Thằng Toro được hồi sinh rồi. Quấy ra đường giữa và cố gắng lấn áp đi những cái trụ còn lại thôi nào. À còn chuyện nữa nè. Có nhiều bạn hỏi là các bạn nữ mà sẽ bình luận với đệ tứ trong thời gian sắp tới đâu mất tiêu rồi đúng không ạ? Thì mình xin giải đáp với các bạn là như thế này. Đáng lẽ là xuất hiện lâu lắm rồi bà con cô bác à. Tôi với em là training luyện tập này nọ kiểu. Nhưng một thời gian sau thì em mới quyết định á, tôi cũng mới biết được cái bí mật là em có ghệ rồi bà con cô bác à. Thì có ghệ thấy bình thường đúng không ạ? Nhưng mà lần này là ghệ em tương đối là ghen dữ lắm. Ghen dữ lắm luôn. Rồi bây giờ ghệ của em á, khi mà biết được á, em đi thưa chuyện với ghệ em. Rồi ghệ của em không có cho, tuyệt đối không cho. Thấy khó chưa? Thấy khó chứ, mới làm như tôi dê ghệ ổng hay sao trời. Tôi có dâm dê ghê, dê ghệ người ta gì đâu trời. Má thiệt chứ, mình sống đạo đức lương thiện vậy đó thì người ta lại nghĩ là mình dâm dê các kiểu. Không hiểu nổi luôn. Thiệt ra thì hai đứa chỉ làm việc với nhau thôi, trên tinh thần thân thiện thôi, vui chơi giải trí thôi. Má chứ tôi cũng thèm lắm. Ê chết bà. Ê má chứ tôi cũng khoái em lắm anh em à. Khoái thì có nghĩa là muốn hợp tác chung đó. Rồi bị đặt thấp mặt sắp mặt lờ luôn rồi. Tôi định hôm nào hẹn ghệ em ra rồi nói chuyện. Nhưng nhiều lúc tôi cũng sợ bị đập anh em à. Sợ bị đập bỏ bú á anh em biết không. Mới gần Tết tới rồi không lẽ bị đánh. Đó cái chuyện. Bởi vì ghệ em tôi nói là nóng tính. Mà em á thì học giỏi văn nè, biết giao tiếp bằng tiếng Hoa nè, biết luôn tiếng Khmer nè. Đó thấy ghê chưa, thấy ghê chưa? Nó nghe thôi là tôi thấy khoái rồi, tôi thèm, tôi khoái thích cái cảm giác hợp tác với em. Và khi nói chuyện với nhau cảm thấy rất là hợp gu. Và đôi lúc tôi cũng muốn tìm một cái người, một cái bạn nữ để có thể bình luận chung như vậy. Nó cảm thấy rất là thú vị các bạn ạ. Và em giỏi văn lắm, dùng từ hay lắm kìa. Đó, nó là như vậy, để vài bữa đó thôi. Có thể là chiều nay hoặc là ngày mai gì đó tôi sẽ sắp xếp
và hẹn với gậy em để mà nói chuyện cho nó rõ coi coi được không. Đó, tình hình nó là như vậy nha, báo cáo với anh em là như thế. Rồi quay trở lại trận đánh nào. Má sợ lắm anh em à, chứ Tết nhất tới rồi, mình phải biết bảo vệ cái hàm răng của mình, nói chuyện nó đàng hoàng với nhau nha. Rồi nhiều khi người ta nóng tính quá, mình nói chuyện không có hợp ý người ta thì người ta mà muốn đánh mình là bất kể cái lý do gì họ cũng có thể đánh cả, xăm mình này nọ kiểu thì cũng hơi e dè đúng không ạ. Rồi nói nhiều thôi. Rồi quay trở lại trận đánh nào. Bây giờ là 11 phút rồi, 12 phút rồi, chúng ta bắt đầu khởi động con tà thần Caesar. Tà thần Caesar đã thuộc về chúng ta. Chúng ta đang nắm giữ cái quyền năng triệu hồi con rồng tiên phong Predator. Với con rồng tiên phong Predator này, xác suất cao là tụi mình sẽ có được một đường lính siêu cấp đúng không ạ? Vẫn đang hồi máu gần như là liên tục khi mà chúng ta bổ trợ cho con tướng Venusin với những viên ngọc hút máu, đúng không? Bây giờ tập trung nè, tập trung giao tranh đây. Họ đang tập trung đông tại đường giữa. Rucker anh ta đang muốn bắt đo các bạn ạ. Anh ta bắt đo được bao lâu đây? Bây giờ thì sao? Anh ta vẫn đang đẩy lẻ kia kìa. Chúng ta vẫn đang đẩy và không có bất kỳ một đối tượng nào phát hiện vị trí của chúng ta gì đó. Họ vẫn đang ở đường giữa cái kia. Họ đang cố gắng đi theo cùng với anh bạn Rucker. Rucker nằm xuống thì bạn mất đi 3 người rồi. Và lần này thì sao đây ạ? Và ông nội Toro, ông chạy thấy mụ nội ông luôn các bạn ạ. Nhìn ông nội Toro tôi nhớ cái clip hồi tối tôi xem quá. Đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Mặc dù tốc độ chạy của anh bạn Toro nó rất là chậm, nhưng các bạn có thể thấy được rằng những tình huống ôm cua cả gối của anh ta là cực kỳ đỉnh cao. Anh ta không cần thiết phải bảo vệ hàm răng của anh ta. Đó, ôm cua nè, đá lái ngược nè, ép vô nè. Đó, thấy ghê chưa? Một tình huống đá lái ngược cực kỳ mãn nhãn của anh bạn Toro. Đó, quay bánh luôn. Quá dữ đúng không ạ? Ông quay trở lại clip con quỷ Toro nó chạy tới đâu rồi. Quỷ Toro nó về kịp rồi anh em à. Với tốc độ bàn thờ và ôm cua cả gối của anh ta, lần này anh ta đã phải nhận một cái kết rồi các bạn ạ. Chúng ta đã chặn đầu anh ta. Anh ta đã phải nằm xuống, anh ta cần 30 mấy giây nữa đó. Nhưng khoảng thời gian này là đủ để chúng ta có thể chấm dứt trận đánh này luôn. Cái nhà chính đang dần dần bị phá hủy và nó đã bị nổ rồi. Quá nhanh đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những show video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em có được một buổi chiều vui vẻ, ấm áp. Má không biết nói sao luôn. Má dạo này đang suy nghĩ quá trời về em đó. Má để lát tôi tìm cái kế hoạch cơ làm sao. Chứ mấy nay anh em hỏi hoài tôi cũng thấy kỳ lắm. Má nhiều lúc tôi cũng muốn chụp tin nhắn tôi gửi lên, nhưng mà tôi sợ ảnh hưởng đến cái cuộc sống đời tư, cho nên tôi chỉ nói phong long như thế này thôi. Chứ thực ra là tôi cũng muốn tôi và mấy có thể tạo ra được những sản phẩm. Má nói vậy bị chửi nữa. Tôi cũng muốn tôi và mấy có thể cống hiến và tạo ra được những cái video và đăng trên kênh đệ tứ đó. Thiệt ra ông nội đó, tôi cảm thấy có một chút gì đó khó chịu khi mà ông nói em có biết là đệ tứ dê gái lắm không. Trời ơi, tự nhiên nói người ta dê gái ông nội ơi. Công việc là công việc, gái gú là gái gú, người ta chưa có ghệ nữa người ta dê gái. Anh quá đáng lắm luôn á. Thiệt chứ, không hiểu nổi. Tình yêu giống như một nắm cát, bạn bóp càng chặt, bát cát nó càng tuôn ra nhiều. Cứ thả lỏng thôi, yêu nhau chẳng phải mình tìm đến tình yêu là để cho nhau thỏa mãn, cho nhau hạnh phúc hơn sao. Cứ sao mà phải ràng buộc như vậy. Cái gì của mình là của mình rồi bạn ơi. Thiệt. Có nhiều lúc tôi nghĩ tới chuyện đó, cái tôi bị dấp trong cách nói chuyện luôn. Các bạn có thể thấy được rằng cái sự bối rối và run sợ của tôi không? Tôi sợ bị đập bỏ bú. Rồi cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở cái clip kế tiếp. Tôi đi bàn tính kế hoạch đây. Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại.